giờ nó không còn như trước nữa rồi. Đây là sự thật rất đau lòng. Bạn nào có ý định đi cầu ánh sao thì các bạn cứ xem cái clip này nha. Nếu mà còn cảm thấy đi được đó, thì đi nha. Tại vì cầu ánh sao bây giờ nó như vậy nè. Đó, nó chỉ còn là một cái đèn thôi, nó không đẹp như trước nữa rồi. Nó nhưng mà người ta cũng rất là đông, mà nó tắt đèn hết trơn luôn rồi. Ủa, đi lên cầu để mình đi lên cầu cho mấy bạn coi. Nó đông quá trời đông. Nó hôi luôn. Nó nhớ nha, có ý định đi các bạn coi nhớ chia sẻ clip này cho mọi người biết nha. Nhớ mất công mọi người đi cầu làm sao luôn. Mất công đi cũng không có gì hết. Nó hôi còn đẹp nữa. Nó hết đẹp rồi. Đó, cái cầu giờ nó vậy nè. Nó hôi, nó hụt luôn. Cái khúc này thì còn đẹp đẹp. Nhưng mà cầu bánh sao thì nó không còn như ngày xưa nữa rồi. Nó cầu bánh sao đó.